Kỳ họp lần thứ 5 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Ả Rập Xê Út được tổ chức sau chuyến thăm Ả Rập Xê Út và tham dự hội nghị cấp cao ASEAN vào tháng 10 của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam. Đây là minh chứng rõ nét về mong muốn thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại hai nước thời gian tới. Tại kỳ họp, lãnh đạo Bộ Công Thương Việt Nam cùng Bộ Công nghiệp và Khoáng sản Ả Rập Xê Út đã thống nhất một số lĩnh vực ưu tiên thúc đẩy hợp tác, như cùng nhau tháo gỡ khó khăn trong quan hệ thương mại, sớm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cần thiết để tạo thuận lợi, hỗ trợ hoạt động thanh toán, thương mại, đầu tư của doanh nghiệp và cư dân hai nước, tiếp tục thúc đẩy thương mại song phương thông qua việc đa dạng hóa các mặt hàng xuất nhập khẩu, tăng cường thu hút đầu tư từ Ả Rập Xê Út và Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng, điện, dầu khí, năng lượng tái tạo, hóa chất. Đặc biệt, hai bên mong muốn thúc đẩy hợp tác quan hệ nhằm góp phần thực hiện hóa các mục tiêu của tầm nhìn 2030 của Ả Rập Xê Út và các mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030 của Việt Nam. Kết thúc phiên họp, hai bên đã cùng nhau ký biên bản kỳ họp và nhất trí kỳ họp lần thứ 6 Ủy ban hỗn hợp sẽ được tổ chức vào năm 2025 tại thủ đô Riyadh, Ả Rập Xê Út.